Chào mừng các bạn đến với thế giới kỳ diệu của khu rừng nhiệt đới, nơi bí ẩn và vẻ đẹp hòa quyện trong một không gian sống động và tràn đầy sức sống. Bạn có biết rằng trong những tán lá xanh mướt ấy ẩn chứa hàng ngàn loài động vật sắc màu, từ những chú khỉ nhanh nhẹn đến những sinh vật kỳ lạ mà bạn chưa từng thấy. Hãy cùng với kênh Hàn Khám Phá bước vào hành trình khám phá những điều bí ẩn mà thiên nhiên đã giấu kín nhé! Loài khỉ thường sống trong những khu rừng nhiệt đới, rừng rậm và nhiều môi trường sống khác trên khắp thế giới. Loài khỉ nổi tiếng với trí thông minh vượt trội và khả năng giao tiếp phức tạp. Nhiều loài khỉ sống theo bầy đàn, tạo thành các cấu trúc xã hội phức tạp, nơi chúng tương tác, chăm sóc lẫn nhau và bảo vệ nhau trước các mối đe dọa từ kẻ săn mồi. Chế độ ăn của khỉ rất phong phú, thay đổi tùy theo loài và môi trường sống của chúng. Phần lớn khỉ chủ yếu ăn trái cây, lá cây, hoa và hạt, cung cấp cho chúng nguồn dinh dưỡng dồi dào, giúp duy trì sức khỏe và tiếp thêm năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Chế độ ăn đa dạng này không chỉ có lợi cho sức khỏe của chúng mà còn đóng góp tích cực vào sự cân bằng của hệ sinh thái. Tuy nhiên, chế độ ăn đa dạng và tốc độ sinh sản nhanh của loài khỉ cũng có thể gây ra nhiều vấn đề trong ngành nông nghiệp. Khi số lượng khỉ tăng, chúng thường xâm nhập vào các cánh đồng để tìm kiếm thức ăn, đặc biệt là trái cây và ngũ cốc. Sự tấn công của khỉ vào các loại cây trồng không chỉ làm giảm năng suất mà còn gây thiệt hại tài chính đáng kể cho nông dân, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, nơi nông nghiệp là nguồn thu nhập chính. Nếu các bạn cảm thấy video hôm nay thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hàn Khám Phá nhé! Cảm ơn các bạn! Việc khỉ tiêu thụ trái cây và hoa màu đã tạo ra xung đột giữa con người và động vật, gây lo ngại cho cả hai phía. Để bảo vệ mùa màng, nhiều nông dân đã áp dụng các biện pháp như là dựng hàng rào, tạo tiếng động để xua đuổi khỉ. Tuy nhiên, việc này chỉ mang tính tạm thời và đòi hỏi các giải pháp nhân đạo hiệu quả hơn nhằm cân bằng giữa bảo tồn động vật hoang dã và phát triển nông nghiệp bền vững. Để bảo vệ mùa màng, người dân thường sử dụng bẫy bắt được xem là giải pháp hiệu quả và ít gây tổn hại cho động vật hoang dã. Bẫy bắt có thể được thiết kế nhằm đảm bảo tính an toàn, giúp nông dân có thể bắt khỉ một cách nhẹ nhàng và giải phóng chúng ở những khu vực rừng cách xa khô canh tác, tránh làm tổn thương đến chúng hoặc là ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái. Để bẫy bắt khỉ đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn, cần đặt bẫy ở các khu vực mà khỉ thường xuyên xuất hiện, chẳng hạn như là gần cây ăn quả, rừng cây rậm hoặc là các điểm mà chúng thường lui tới. Bẫy cần được thiết kế với cửa tự động có khả năng đóng lại khi khỉ bước vào để lấy thức ăn. Để thu hút khỉ vào bẫy, nên sử dụng các loại thức ăn mà chúng ưa thích như là trái cây chín mọng hoặc là các loại hạt tự nhiên. Nếu số lượng khỉ quá lớn hoặc là tình huống phức tạp, có thể cần phối hợp với các sở thú hoặc khu bảo tồn động vật hoang dã để chuyển chúng đến môi trường an toàn hơn. Giải pháp này vừa giúp giảm tác động lên mùa màng, vừa bảo vệ quần thể khỉ khỏi nguy cơ bị săn bắt hoặc là buôn bán trái phép. Các bạn có đồng ý với phương pháp kiểm soát và bảo tồn này không? Nếu có thì hãy bình luận số 2 nhé! Cảm ơn các bạn! Khi được đưa đến các sở thú, khỉ sẽ được các chuyên gia chăm sóc và sống trong môi trường phù hợp, đồng thời tham gia vào các chương trình giáo dục công cộng. Điều này giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài khỉ, góp phần giảm thiểu xung đột với con người và bảo vệ mùa màng. Việc đưa khỉ đến các sở thú không chỉ mang lại lợi ích cho nông dân mà còn đóng góp vào công cuộc bảo tồn động vật hoang dã. Trong những trường hợp khẩn cấp, khi khỉ gây thiệt hại lớn, các biện pháp nhân đạo không hiệu quả, việc săn bắt có thể tạm thời kiểm soát số lượng khỉ. Tuy nhiên, phương án này không chỉ nảy sinh vấn đề đạo đức mà còn ảnh hưởng lâu dài đến hệ sinh thái. Săn bắt dễ làm giảm số lượng khỉ đáng kể, gây mất cân bằng môi trường sống tự nhiên và làm gia tăng nguy cơ xung đột giữa con người và động vật hoang dã.
Vì vậy, nếu mà buộc phải thực hiện, biện pháp săn bắn cần được cân nhắc kỹ và nên kèm theo các giải pháp bảo tồn dài hạn như là phục hồi rừng và tạo ra các khu vực bảo tồn đặc biệt nơi khỉ có thể sinh sống an toàn. Đồng thời, các chương trình giáo dục và hợp tác với cộng đồng địa phương cũng rất quan trọng để xây dựng một hệ thống quản lý bền vững, giúp con người và động vật hoang dã cùng chia sẻ môi trường sống hài hòa. Báo đốm thực sự là đứng đầu chuỗi thức ăn trong môi trường sống của mình, được mệnh danh là loài săn mồi đa dạng với các con mồi như là hươu, lợn, rừng, khỉ và thậm chí là cá sấu. Khả năng săn mồi của chúng vô cùng linh hoạt nhờ vào kỹ năng leo trèo và bơi lội vượt trội. Điều này cho phép báo đốm săn bắt con mồi ở nhiều khu vực từ rừng rậm cho đến các vùng đất ngập nước, ven sông và hồ. Chúng có lực cắn mạnh nhất trong số các loài mèo lớn, giúp chúng xuyên qua mai cứng của các con mồi như là rùa hoặc là xương của cá sấu. Đây là loài ăn thịt cơ hội nên là ngoài săn mồi, chúng còn có thể sử dụng xác của những động vật khác, tối ưu hóa nguồn dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Hiện nay, số lượng báo đốm trong tự nhiên đang ở mức báo động, chỉ còn khoảng 55.000 đến 25.000 cá thể do môi trường sống bị thu hẹp và nguồn thức ăn suy giảm. Khi mất đi lãnh thổ, báo đốm buộc phải tìm kiếm thức ăn ở các khu vực gần con người. Điều này đôi khi dẫn đến các vụ xung đột không mong muốn. Đối mặt với một loài săn mồi mạnh mẽ, người dân thường hoang mang vì thiếu kiến thức và kỹ năng phản ứng an toàn. Để giảm thiểu xung đột, các tổ chức bảo tồn đang cố gắng xây dựng các khu vực bảo vệ riêng để thiết lập hành lang sinh thái để báo đốm có thể di chuyển giữa các khu rừng mà không cần xâm nhập vào khu dân cư. Giáo dục cộng đồng địa phương về cách ứng phó khi gặp báo đốm cũng rất là quan trọng để tránh tình huống nguy hiểm và bảo vệ cả con người lẫn động vật hoang dã. Khi nguồn thức ăn trong tự nhiên cạn kiệt, báo đốm có thể tiến vào vùng nông thôn để săn bắt gia súc như là bò, cừu và thậm chí là cả vật nuôi. Những cuộc tấn công này thường diễn ra vào ban đêm khi báo đốm tận dụng không gian yên tĩnh để tiếp cận con mồi. Hành vi này gây thiệt hại cho nông dân và dẫn đến xung đột giữa con người và động vật hoang dã. Nỗi lo ngại về an toàn cho cả người dân và báo đốm ngày càng gia tăng, do đó việc tìm kiếm giải pháp bảo vệ bền vững là cần thiết. Một cách hữu hiệu là đưa báo đốm về các sở thú hoặc là khu bảo tồn động vật. Biện pháp này không chỉ giúp giảm thiểu xung đột mà còn tạo điều kiện chăm sóc và bảo tồn báo đốm, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của loài vật này trong hệ sinh thái. Tại các sở thú, báo đốm có thể sống trong môi trường gần gũi với tự nhiên và tham gia vào các chương trình giáo dục bảo tồn. Giải pháp này không chỉ giúp bảo vệ từng cá thể báo đốm mà còn góp phần vào các nỗ lực nghiên cứu bảo tồn, đảm bảo số lượng báo đốm tiếp tục phát triển trong tương lai. Ở một số khu vực, khi số lượng báo đốm tăng đột biến, chính quyền phải áp dụng các biện pháp mạnh để đảm bảo an toàn. Trong những trường hợp báo đốm xâm nhập khu dân cư và gây nguy hiểm cho người dân hoặc là vật nuôi, thì việc kiểm soát số lượng thông qua săn bắt có thể trở thành giải pháp tạm thời. Săn báo đốm là công việc đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trách nhiệm cao. Trước hết, cần phải hiểu rõ tập tính và hành vi của báo đốm để tiếp cận an toàn. Trang bị đầy đủ như là ống nhòm, máy ảnh để quan sát từ xa mà không làm báo đốm hoảng sợ cũng rất là quan trọng. Áp dụng các kỹ thuật săn bắt an toàn và giảm thiểu tối đa tổn thương cho động vật hoang dã là ưu tiên hàng đầu trong các chương trình quản lý báo đốm. Một kế hoạch bảo tồn rõ ràng không chỉ đảm bảo rằng các hoạt động săn bắt không ảnh hưởng đến số lượng báo đốm trong tự nhiên mà còn duy trì tính bền vững cho quần thể này.
Việc tuân thủ các quy định về giấy phép và pháp luật liên quan đến bảo tồn động vật hoang dã là rất quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Đội ngũ hỗ trợ bao gồm chuyên gia và tình nguyện viên đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng hiệu quả và an toàn của quy trình săn bắt, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của bảo tồn. Khi phát hiện báo đốm, thợ săn nên giữ khoảng cách an toàn và chọn vị trí ổn định với tầm nhìn rõ. Khi nhắm bắn thì cần chú ý đến các vị trí nhạy cảm như là đầu hoặc là ngực để đảm bảo độ chính xác. Sau khi bắn thì quan sát kỹ phản ứng của báo đốm để xác định tình trạng của nó. Nếu báo bị thương thì thợ săn cần phải tiếp cận cẩn thận, xử lý nhân đạo để không gây thêm đau đớn. Sau cuộc săn, nếu mục tiêu là bảo tồn thì các nhà bảo tồn cần ghi lại thông tin như là vị trí, số lượng báo đốm quan sát được. Dữ liệu này rất là quan trọng để đánh giá và xây dựng các biện pháp bảo tồn hiệu quả. Nếu săn bắt là cần thiết để đảm bảo an toàn cho con người, quá trình xử lý sau khi săn cũng cần tuân thủ các quy định pháp lý và đạo đức nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần được mong chờ nhất trong video, đó là phần khán giả hỏi kênh trả lời. Có bạn thắc mắc rằng, sau khi săn cừu nối, xác của chúng sẽ được những người thợ săn xử lý như thế nào, mong kênh có thể giải đáp thắc mắc này. Kênh Han Khám Phá xin được giải đáp thắc mắc của các bạn như sau. Sau khi săn cừu nối, các thợ săn sẽ tiến hành một quy trình xử lý rất cẩn thận để đảm bảo chất lượng thịt và an toàn thực phẩm. Đầu tiên, họ sẽ kiểm tra xác của con cừu để đảm bảo nó khỏe mạnh và không có dấu hiệu bệnh tật. Tiếp theo, việc lóc thịt sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng dao chuyên dụng để loại bỏ da và các bộ phận không cần thiết. Các thợ săn thường làm việc trong môi trường lạnh để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và họ sẽ chú ý đến việc giữ cho thịt sạch sẽ và không bị ô nhiễm. Sau khi lóc thịt, thì thịt cừu sẽ được chia thành các phần như là thịt thân, thịt chân và nội tạng. Một số bộ phận như là tim và gan có thể được giữ lại để chế biến các món ăn ngon. Cuối cùng, thịt cừu thường sẽ được bảo quản trong tủ lạnh hoặc là đông lạnh cho đến khi được chế biến. Quy trình này không chỉ đảm bảo rằng thịt cừu được bảo quản tốt mà còn giữ được hương vị và chất dinh dưỡng của nó, mang lại trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời cho người tiêu dùng. Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng súng bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh của khu rừng và một con cáo đỏ đã bị ngã gục. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về một con cáo đỏ, mà là cuộc chiến cam go giữa những thợ săn Úc và một kẻ thù nguy hiểm đang đe dọa cả nền nông nghiệp. Hôm nay, chúng ta sẽ vén màn bí mật về cách mà những người thợ săn đối phó với hàng triệu con cáo đỏ tinh danh này. Trước khi bắt đầu, hãy nhớ đăng ký kênh Han Khám Phá để không bỏ lỡ bất kỳ hành trình kỳ thú nào nhé quý vị. Các cuộc tấn công của cáo và gà đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại Úc, gây tổn thất lớn cho người nông dân. Theo ước tính, các trang trại gia cầm ở Úc thiệt hại khoảng 15 triệu đô la Mỹ mỗi năm do các cuộc tấn công của cáo vào ban đêm. Chúng dễ dàng tấn công chuồng trại mà không bị phát hiện. Trung bình, mỗi trang trại ở Úc thiệt hại khoảng 2.500 đến 3.000 con vật mỗi năm do cáo gây ra. Tại các bang như New South Wales và Victoria, nơi cáo thường xuyên xuất hiện và tấn công các trang trại, nguyên nhân chính là do con người xâm lấn vào môi trường sống tự nhiên của chúng, buộc chúng phải tìm kiếm thức ăn tại các trang trại. Điều này đặt chủ trang trại vào tình thế khó khăn, lo lắng về an toàn gia đình và kinh tế. Một buổi tối yên bình tại khu dân cư đông đúc ở Melbourne, Úc bỗng nhiên bị phá vỡ khi một con cáo lao ra từ bóng tối và tấn công một người đàn ông đang đi trên đường. Con cáo tấn công dữ dội, gây thương tích nghiêm trọng cho người đàn ông.
người đàn ông đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị. May mắn thay, các vết thương không đe dọa đến tính mạng của ông. Sự việc này đã dấy lên mối quan ngại trong cộng đồng về sự gia tăng các vụ tấn công của cáo tại các khu dân cư. Người dân ở những khu vực bị cáo gây hại tại Úc đã chuyển sang việc đặt bẫy để đối phó với chúng. Họ sử dụng những chiếc bẫy đơn giản nhưng rất hiệu quả. Bẫy được đặt ở những nơi mà cáo thường xuất hiện như là dê rừng hoặc là xung quanh trang trại. Bẫy được lắp đặt cẩn thận với mồi nhử để thu hút cáo và người dân kiểm tra bẫy hàng ngày để đảm bảo bẫy hoạt động hiệu quả. Nhờ biện pháp này, số lượng cáo bị bắt đã tăng đáng kể, giúp bảo vệ tốt hơn cho các trang trại và khu dân cư. Ngoài ra, chính phủ Úc đã tổ chức các cuộc thi săn cáo để kiểm soát cáo gây hại. Mỗi thợ săn phải hoàn thành khóa huấn luyện chuyên nghiệp và có giấy phép hợp lệ trước khi tham gia. Họ cần nắm vững kỹ thuật đặt bẫy an toàn để tránh gây hại cho các động vật khác và con người. Nếu bạn cảm thấy video ngày hôm nay thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hàn Khám Phá nhé! Cảm ơn các bạn! Thách thức lớn nhất khi tham gia bẫy cáo là tìm đúng vị trí mà cáo thường xuyên xuất hiện. Việc này đòi hỏi kiến thức sâu rộng về môi trường sống của loài này. Thêm vào đó, thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp cũng làm tăng độ khó khi đặt bẫy. Theo thống kê, mỗi năm tại các bang như là New South Wales, thợ săn thành công bắt được khoảng 20.000 con cáo đỏ. Nhưng điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng cao từ người tham gia. The trail, so the predominant wind would carry the scent across the trail. Trong các hoạt động săn cáo tại Úc, thợ săn thường mang theo chó săn để tăng hiệu quả. Chó săn được huấn luyện đặc biệt để theo dõi và truy đuổi cáo, giúp thợ săn xác định vị trí và bắt cáo nhanh hơn. Tuy nhiên, có một giới hạn về số lượng cáo mà mỗi người được phép săn, thường là từ 5 đến 10 con mỗi ngày. Khi săn bắn vào ban đêm, thợ săn phải có kỹ thuật và kỹ năng cao. Lúc này, khả năng quan sát của cáo bị giảm, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc thợ săn phải cẩn thận hơn trong từng động tác. Kỹ năng ngắm bắn chính xác là yếu tố quyết định vì ánh sáng yếu có thể khiến việc nhìn thấy mục tiêu trở nên khó khăn. Nếu bạn thấy việc săn cáo này thú vị, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé. Xin được cảm ơn. Về thợ săn hiểu biết về địa hình có thể tăng sự thuận tiện lên 30% khi đối phó với cáo đỏ ở Úc bằng bẫy và súng. Các biện pháp này đã mang lại kết quả tích cực trong việc giảm thiệt hại do loài này gây ra cho ngành chăn nuôi cũng như các cuộc tấn công vào con người. Mỗi năm, có khoảng 25.000 cuộc tấn công của cáo gây thiệt hại nặng nề cho các trang trại, cùng với khoảng 1.500 cuộc tấn công vào con người.
Tuy nhiên, nhờ vào các biện pháp kiểm soát như bẫy và săn bắn, số lượng cáo đã giảm đáng kể với hơn 60% số lượng cáo được kiểm soát, tương đương với khoảng 15.000 con cáo bị tiêu diệt mỗi năm. Cung và tên là một công cụ săn bắn truyền thống và giúp giảm thiểu tiếng ồn. Tuy nhiên, săn bắn cung tên đòi hỏi kỹ năng và sự kiên nhẫn lớn, và không phải ai cũng có thể thực hiện hiệu quả nếu không có sự hỗ trợ từ chính phủ. Việc kiểm soát cáo đỏ có thể trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi các cộng đồng phải phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp linh hoạt để bảo vệ mùa màng và tài sản. Các loại súng được cấp phép phổ biến bao gồm súng trường Remington 700 và Winchester Model 70 được đánh giá cao về độ chính xác và hiệu quả trong việc săn bắn. Ngoài ra, các loại cung tên như là Hoyt Archery và Bear Archery cũng được thợ săn ưa chuộng. Thợ săn sử dụng súng và cung tên để bảo vệ trang trại và gia súc của họ. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến phản đối về sử dụng các loại vũ khí này. Họ cho rằng chúng có thể nguy hiểm cho con người và môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Những người phản đối cũng lo ngại về việc gia tăng bạo lực trong cộng đồng và hậu quả không lường trước của việc sử dụng vũ khí. Dù vậy, việc sử dụng săn bắn vẫn là một biện pháp cần thiết để nông dân Úc bảo vệ vật nuôi khỏi mối đe dọa của cáo đỏ. Các bạn có thắc mắc về nguồn gốc của loài cáo đỏ không? Và hiện nay tại Úc có khoảng bao nhiêu con cáo đỏ? Hãy để kênh Han khám phá giúp các bạn giải đáp thắc mắc như sau nhé! Cáo đỏ tại Úc không phải là loài bản địa mà được con người du nhập vào. Nguồn gốc của loài cáo đỏ này là từ châu Âu và chúng được đưa vào Úc vào những năm 1850, ban đầu để phục vụ mục đích săn bắn, giải trí. Tuy nhiên, việc du nhập này đã dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực cho hệ sinh thái địa phương. Cáo đỏ trở thành loài xâm lấn nguy hiểm, gây thiệt hại lớn cho động vật bản địa, đặc biệt là các loài chim và động vật có túi nhỏ. Các biện pháp kiểm soát đã được thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của loài này, nhưng việc hoàn toàn loại bỏ chúng là rất khó khăn. Hiện nay, số lượng cáo đỏ tại Úc ước tính lên tới khoảng 7,2 triệu con. Loài cáo đỏ không chỉ gây thiệt hại về mặt sinh thái mà còn ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi gia súc và gia cầm. Chính phủ Úc đã triển khai nhiều chương trình kiểm soát nhằm giảm thiểu số lượng và tác động của cáo đỏ, bao gồm săn bắn, bẫy và sử dụng thuốc độc, nhưng đến nay vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn được số lượng của chúng. Hy vọng qua video ngày hôm nay, kênh Han khám phá đã giúp các bạn hiểu rõ hơn cách nước Úc kiểm soát cáo đỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi toàn bộ video. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè và người thân để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh chúng tôi nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đầy sáng tạo của đội ngũ kênh Han khám phá chúng tôi. Mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu người biên kịch tài năng, một cô gái tận tâm với niềm đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ là một nhà biên kịch xuất sắc với khả năng viết nên những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa, cô còn liên tục cập nhật và nghiên cứu các công nghệ về nông nghiệp mới, bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Đối với cô, viết kịch bản không chỉ là công việc mà còn là một niềm đam mê. Điều này đã tạo nên sự đặc biệt cho mỗi video mà chúng tôi mang đến. Tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu người sở hữu trái tim và linh hồn của kênh Han Khám Phá, người chủ kênh và cũng là chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy luôn cống hiến và vượt qua mọi giới hạn để tạo ra những video chất lượng nhất cho khán giả.
Với ngọn lửa đam mê luôn cháy bỏng, anh không ngừng thúc đẩy đội ngũ, mang lại những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho người xem. Chúng tôi hy vọng rằng trong hành trình sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ kênh Han Khám Phá. Xin chân thành cảm ơn. Chào mừng các bạn đến với kênh Han Khám Phá. Bạn có biết rằng lợn rừng hoang dã có thể tìm kiếm thức ăn ở mọi loại môi trường sống khác?